Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ một món ăn rất là đơn giản mà dân dã nhà quê đó nha các bạn. Ở đây là có một nguyên liệu gồm có một bịch chiên giòn mà một lát mình làm chừng phân nửa thôi nha, không làm nhiều đâu nha. Ở đây là có 5 trái chuối sứ. Chuối sứ là chuối sứ này nè. Chuối sứ này là ở đây là người ta không có xịt nha, không có xịt thuốc xịt gì hết, tự nó lên thôi. Tự nó ra nó cũng không có được đẹp, người ta không có xịt mà để cho cái vỏ chuối nó bóng mà nó nở nang nó đẹp. Này là chuối, là chuối nhà của đứa em chồm xóm đem nó cho một nải, rồi mình lấy ra mấy trái. Bây giờ mình lấy ra 5 trái. Ở đây là ở trong cái thau này mình múc miếng nước, mình bỏ một muỗng cà phê muối vô rồi mình lột ra mình ngâm. Đó các bạn thấy không, khi mình ngâm á thì nó ra cái nhựa này các bạn. Nó ra cái nhựa mủ nè, cái mủ của nó này nha. Đây, chuối này là chuối sống nha. Mình làm chuối sống. Còn ở đây là có 2 tép sả với 2 tép tỏi với 2 trái ớt. Mình đã bầm nhuyễn, các bạn bầm nhuyễn thật nhuyễn nha, nhuyễn như nào tốt cũng nấy nha. Ở đây là có một chút ngũ vị hương. Bây giờ mình làm sẽ chuối chiên sả ớt nha các bạn. Chuối chiên sả ớt để ăn cơm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái tô. Bây giờ mình cho vào đây 3 muỗng canh bột chiên giòn. 3 muỗng canh dung bột chiên giòn nha các bạn. Mình cho vào đây một chút xíu ngũ vị hương. Chút xíu thôi nha, đừng nhiều nha các bạn. Cho nhiều quá thì nó sẽ bị đắng á. Bây giờ cho nước vào. Mình cho từ từ nha. Mình cho mình quẩy nó sệt sệt như là chuối chiên vậy đó. Mình cho từ từ. Rồi giờ mình cho hết cho cái này nửa chén nước này. Nếu cái này mình làm nguyên bịch đó, thì trong cái bịch đó người ta cũng có chỉ dẫn 150 gram bột này, bột chiên giòn thì 180 gram nước. Bây giờ mình thêm nước. Cái bột này thì người ta đã làm mặn mặn ngọt ngọt vừa ăn rồi các bạn. Người ta đã cho gia vị nó vừa rồi nên mình không cần phải cho thêm cái gì hết. Mình cho vô cái gì mà nó thơm, nó tạo cái mùi thơm lên là được rồi. Bây giờ mình cho sả ớt vào. Mình vẩy đều lên. Khi mà mình chiên chuối á, cái nó dính cái gia vị này nè, sả ớt nó dính vô cái miếng chuối, mình ăn cơm rất là ngon luôn. Cũng như mình làm khô nha các bạn. Cái này là những người mà ăn chay mà kiêng đậu nành rồi đó, mình làm gì mình ăn cơm rất là ngon luôn. Mình muốn tìm tòi những cái món gì, suy nghĩ ra những cái món gì mà ăn chay mà nó hạn chế đậu nành, để cho các bạn mà kiêng cữ đậu nành, mình cũng kiêng cữ đậu nành luôn á. Kiêng cữ đậu nành là mình được ăn hết. Chứ cái gì cũng cho đậu hũ đậu nành vô thì những người ăn chay ăn kiêng thì không ăn được nhiều. Rồi như vậy là vừa rồi. Bây giờ mình sẽ đi cắt chuối nha. Mình bào chuối ra. Bây giờ mình bào chuối ra ở trong cái thau nước này luôn nha. Rồi một lát mình sẽ rửa lại. Các bạn bào mỏng nè. Chuối này nó cũng ướp ướp rồi các bạn. Tại vì hôm ra nào nay á, mình bỏ vô tủ lạnh mấy ngày luôn á. Mình ngâm muối á, nó cũng mềm thế. Trái chuối, nhưng mà trái chuối này nó chưa, nó không có được sống. Chuối sống rồi mới ngon nha. Giờ mình bào gì cho nó hết luôn. Bây giờ mình đã cắt ra hết rồi nha, mình bào ra hết rồi. Bây giờ mình đi xả lại cho sạch nha, cho nó không còn cái chất mủ á. Chuối này thì nó cũng hơi ôm ớp chín rồi các bạn. Các bạn có thể là mình lấy chuối xanh, chuối xanh mình chiên cũng ngon lắm nha. Chuối xanh thì nó không có độ ngọt, còn chuối ôm ớp chín này thì sẽ nó có cái hậu ngọt ngọt mà dẻo. Bây giờ mình rửa rồi mình cho ra cái rổ này để cho nó ráo. Giờ mình bắt nồi dầu lên. Mình sẽ cho vào đây một chút xí bột nghệ nha các bạn. Xí. Khi mình chiên lên cái màu nó rất là đẹp.
Bây giờ mình bắt dầu dầu đã nóng rồi nha. Mình sẽ cho chuối vào. Để các bạn cứ bỏ vô như vậy. Rồi mình vớt ra. Để lửa vừa nha. Các bạn làm vậy là ăn cơm nó cực kỳ ngon luôn. Nó vừa cay cay, thơm xả, mặn mặn. Ngon quá. Bây giờ món khô chuối của mình đã chiên xong rồi, các bạn thấy nó rất giòn nha. Bây giờ mình sẽ sắp ra dĩa ra. Để mình ăn miếng thử coi nó giòn. Rất là giòn luôn nha. Cái này ăn cơm rất là ngon luôn nha các bạn. Nó ngọt ngọt, mặn mặn. Rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình cho ra dĩa nha. Bây giờ món khô chuối của mình rất ngon nha các bạn. Chuối chiên xả ớt. Rất giòn luôn. Chuối này nó hơi chín vừa, nó vừa hơi ôm ớp mình đó các bạn. Tất nhiên là nó hơi trở mình để nó chín á. Nên ăn cái hậu nó ngọt ngon lắm. Ngon mà ngoài nó giòn. Còn cái bột chiên giòn người ta đã tẩm rồi, đã tẩm gia vị rồi nên ăn nó đặc sắc rất là ngon luôn nha. Cái này mình chỉ đơn giản thôi, mình không trang trí gì nữa hết. Thôi bây giờ chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà làm món khô này ăn ngon miệng nha. Mình không biết đặt tên khô này tên khô gì. Thành ra mình đặt tên là khô An Lạc nha các bạn. Khô chiên An Lạc đi. Cho mình có cái tên An Lạc là cả nhà nhà đều An Lạc hết nha. Mình cũng cầu mong như vậy. Thôi mình chúc gia đình bình an. Mình xin hẹn lại clip sau nha. Mong các bạn nếu thích món ăn của mình thì cùng nhau chia sẻ với bạn bè. Để mà cùng nhau làm món chay ăn đơn giản nha các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn trước nha. Mình xin chào.